Khi mà xong chụp rịp xua cùng chụp nóng một phần ơi nếu bây giờ này dương khi mình làm nó chết năng thì bây giờ khi bạn chụp xe mê rên mùi này thì tôi khi đồng thảo nhóm phòng tên này đọc nha miền bây giờ khá là phụ dương bạc bào phụ dương miền phép smart trọng nông trọng hay dương trả chạy bị trọng tôi mà rỉ dạ cả đời tôi bảo màn khai bảo màn chân năm cả đời có đôi tạch thê chụp trọng đài nó bây giờ là dương đọc luôn tranh bị trông là bây giờ bạn phong phật nào đọc luôn với tay để thôi trông rồi phật tay hay rồi thôi trông chưa chắc và tay này không mê riêng tăng đi nhưng mà trong lực tự chất bóng phôn và chế bởi xe và bây bài bóng phôn mơ khơi khớp hiếp lo đọc trông cái thay này không chỉ vừa đọc bỏ dưỡng tình ọc thế này không bắt được sao đọc bỏ dưỡng tình ọc thế này thế là vậy đại ai tẹt tiên chất ạc à, rõ đọc bỏ dưỡng tao ở trong bàn cao pin nó bây giờ dương khơi phép lo mà trong tê cho mà tha bớt sự dương đăng chấm lệnh đăng hai đôi chỉ khiêm tay đơn giấy bỏ phone đặt vào YouTube ấy so bài lâu về này còn chẳng đài nè ba phải cần pi rom chụp phục pi kho bốn hay nè trong trăm kho môi nâng tự cho pi pro mê riêng kho môi nâng này đòi phụ dương vô tha miền ở với cao pi sau bỏ thua rồi bỏ trong miền ở với để cao pi sẽ cái này rồi bỏ trong về ai bấm bắt bấm bay chất lượng robot dương bàn. Và sân chỉ dương đang chậm lại đang hai ta phụ dương của thôi dần mạch. Ở trong này về sầm chậm phụ phụ dương các bạn phụ. Thế này cực cụ về ngay tới chứ. Và sân chỉ phía bộ robot trông cứ chỉ con sao đại đọc đọc sai bằng hà là phụ dương prai pro chất lượng còn ta phụ dương của ta cực không thua với sắp ngày nâng. Phụ dưỡng của đại khách không xâm lăng mơ phép lo bạc trông đôi chân không ca thực thả bạc nhầm chân. Đã bê dưỡng kênh lúa trông thay ra xa dưỡng. Ở dưỡng mình sẽ kể sọc. Đã bê dưỡng rốt nâu trông ca bê dưỡng vì rừng xem xem vì mình được crop. Và ai thức bạp dưỡng group bê và liền. Hãy nợ bê dưỡng bê khá khiêm sông mời nẹ lực tự chấp nẹ tăng ọc nế nợ bê khá. Chịp xe nợ bê là nẹ bạp bạp chết rồi nẹ. Coi cái lại môi đại ngặt bớt sân chia coi sầm lăng mơ ở vai đại trầm trâu đôi chia con đôi chia sát học hào rồi cọc ga rồi cọc mông rồi ai cả đói được không ở prey cho nè kết cua than một ngày ní sắp ở đám ní ta prey ban phơi vậy khác đập bảy nè đại sản nè cho than được bên nào để dương kết phép lo rồi bọc trống với tay phơi dương miền chất đại phổ bảy tuổi sẽ kể sự tình sự kể sở lại hay cứ chỉ ca kết cú nâng ai đại về ai tẹt tiền dương ta mong phun kết nồng mở chấm phu chất cầm nơi bọc rẻ vì nhiên bỏ đi sọt ta trông sao phải thấy đấy nó bây giờ dương kết cú nó phép lo rồi bọc trông nó bây giờ dương nấp trong chàng trông sao phải thấy mẹ nè hay ta trông sao phải thấy nó bây giờ dương kết phép lo rồi bọc trông dương cầm phong tay chất quả trông đăng khuôn đây mà đăng khuôn cả đời tại dương không bỏ tại cổ trông hay trông đòi xa phép lo bỏ trông trông tẹt tiền dương đòi trông hay trông bè bằng thu à rộm dương bà sân dương bà bà chất ở dương thu mình sẽ kể sân thơm mình kết khá hán bà sân dương sân bài chất hỏi trông bật hai mà ca rị rì nó thay một tiền cho mà tha trông này hãy nhóm đợi bè là khi nhóm vô chùm lệch đồng máu thôi khi nhóm vô thao tam cả bật sân kể sân cru cứ tông ai tờ lơ tạm mùi đằng ai mà mẹ là ca sẽ đạp bằng cọp tạm mùi tế bỏ vô bỏ vô khá quạt kết thả sẽ đạp bằng cọp nâng về sầm khăn hơi phần tay phục quạt vô tham mình ở vầy cạt lạng môn nâng tục tiết cứ chờ sẽ kể sân lành chẳng ai bàn trông prap mà đòi mà đọc tiết vào sân chế đại sân lành khiếm cột chỗ căn tạp bởi nhà đọc nhầm sẽ kể sân lành thì một phật trơ một môn hai bữa sân chỉ dương một môn ấy tập hai với bàn dương trong chất thả prap kia ấy sẽ đạp một cọp môn mà mẹ tê dương mà mẹ sẽ đạp một cọp môn hay sẽ lành trông cỏi tê dương sẽ lành trông môn và dương sẽ đạp một cọp trông cỏi và sân chỉ dương sẽ đạp một cọp trông môn hay sẽ lành trông cỏi dương mình copy parasite tê vì prap phụ quát phớ sẽ đạp một cọp đại xa mình chắc sẽ lành trông đại quật bật gót vân tay nè để dốc vốn cọt máu đại xa quật đông trông lọ mà cọt hiền máu được ngay đi dương là riêng mê riêng đại bật chạy được nông rừng nâng thật táo nâng không chùm lệch na đại phụ dương đại trông ai tệ tình phụ dương bản chùm sao được xôn mơ chùm lệch xuôi mà trong dì vậy chứ ngay phần tay khiêm trong lực tự chất bỏ phố nơi dốc chất tục đạ tâu
ពីព្រោះមានតែរឿងនៅមួយគត់ដែលអាចទាក់ទាញចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងទៅឯព្រះបានមិនមែនបទតំនាយមិនមែនការក្រកាន់ក្របវិន័យមិនមែនរឿងអ្វីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីភាពល្អរបស់ទ្រង់អូខេអឺសូមស្វាគមន៍ហើយឥឡូវនេះសូមយើងចាប់ផ្ដើមទៅឥឡូវអឺមកអឺសូមមកក្មួយមែងក្មួយបានអានតែឥឡូវសូមឲ្យក្មួយលូមួយសូមអញ្ជើញអានមុនគេបាទអរគុណក្មួយជាជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរអំពុមីងសួររឿងព្រះប្រដ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវរឿងប្រស្នាអំពីប្រាក់ដួងដែលបាត់ឈាមដែលបាត់និងកូនប្រុសដែលបាត់មួយតើប្រស្នាអំពីប្រាក់ដួងដែលបាត់នោះមានអត្ថន័យសំខាន់អ្វីខ្លះអេនៅពេលដែលយើងបាត់លុយយើងមិនគិតថាយ៉ាងហោចណាស់យើងមានសល់ខ្លះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកដែលបាត់បង់លូកាចំព15ខ8ឬមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអត់ចង្គៀងហើយបោកផ្ទះរកអស់ពីចិត្តតើតែបានឃើញទេឬអីបានឃើញច្បាស់ថាអមែនខ្ញុំតែងតែបញ្យោគបងប្អូនថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តសំទោសនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមដែលយើងនិយាយតាមដែលយើងធ្វើត្រង់តែប្រយោជន៍យើងអំពីមេរៀនខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងរឿងមួយនេះស្ត្រីម្នាក់គាត់បាត់ប្រាក់គាត់បាត់លុយហើយធម្មតាដូចជាខ្ញុំបញ្យោគនៅក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងបើយើងមានលុយ100ដុល្លារនៅក្នុងកប៉ាល់ហើយយើងបាត់10 20រៀលក៏ដោយយើងអត់ស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តយើងមិនមែនគិតថាទូយហោណាអាចនៅសល់80រៀល90រៀលយើងមិនដែរគិតអញ្ចឹងទេយើងតែងតែគិតថាចុះអញជួយលុយនៅណាហើយយើងគិតខំស្វែងរកលុយនឹងឲ្យតន់ឲ្យអស់ចិត្តហ្មងហើយយើងមើលក្នុងនេះក្នុងនោះលោកនេះលោកនោះគឺថាយើងធ្វើអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីរកតន់ឲ្យឃើញយើងមិនអស់ចិត្តទេជាប្រសាពេលយើងបាត់លុយគេថាត្រង់ប្រៀបធៀបរឿងនេះរឿងប្រៀបប្រដូចហ្នឹងទៅឯការបាត់ប្រាក់ប៉ុន្តែត្រង់អត់ទាន់បញ្យោនៃប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយនៅក្នុងរឿងនេះត្រង់ប្រោនិមិត្តសញ្ញា3យ៉ាងដែលខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយការមកចង្អុចចង្គៀងបោកផ្ទះហើយការស្វែងរកអស់ពីចិត្តមកថានៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់លើកជាពិសេស3ចំណុចដែលមកនិយាយបាទអរគុណក្មួយសូមជួយបន្តទៅទៀតជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរអំពូមីងបាទ B យើងគ្មានពន្លឺទេដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបំភ្លឺយើងនៅពេលយើងស្វែងរកអ្វីដែលបាត់បង់ទន្ទឹមការចំពោះ18ខ28បិទទ្រង់នឹងអុចប្រទីបរបស់ទូបង្គំព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះនៃទូបង្គំទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីងងឹតនៃទូបង្គំភ្លឺឡើងទន្ទឹមការចំពោះ119ខ5ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំដែលជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូបង្គំផងអាមែនខ្ញុំសួរនេះដូចជាខ្ញុំតែនិយាយចឹងខនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យតែខ្ញុំណែនាំបងប្អូនថាតើអ្នកណាគេដែលបង្អត់យើងតើអ្នកណាគេដែលចាក់ចិត្តយើងតើអ្នកណាគេដែលណែនាំយើងតើអ្នកណាគេដែលមកគ្រោកយើងមុនដូចជាខ្ញុំតែទៅសួរចឹងថាតើពួកយើងទៅរកព្រះឬព្រះមកយកគ្រោកយើងមុនរឿងហ្នឹងខប្រកបពីនឹងកងនិយាយដែរគឺជាត្រង់នឹងឯងដែលមកស្វែងរកយើងនៅក្នុងរឿងនេះរឿងប្រស្នាមួយនេះយើងអាចយល់នៃពីបានស្ត្រីនឹងគឺជាតំណាងក្រុមជំនុំពួកយើងប៉ុន្តែក៏ជាតំណាងត្រង់ដែរពីត្រង់គឺជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ខ្លួននឹងខ្ញុំសួរអ្នកមកតើតើកាឬក៏ប្រាក់នឹងតើវាមានវិញ្ញាណវាមានការពិចារណាដែរតើមានអត់ឬក៏វាជាអ្វីមួយដែលគ្មានចិត្តគំនិតគ្មានវិញ្ញាណគ្មានការវែងញែកគ្មានអីសោះវាគ្មានវិញ្ញាណទេវាដឹងខុសត្រូវទេមែនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាបាត់បង់រឿងជ្រុញខ្ញុំមិនទាន់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតគូរថាប្រាក់ហ្នឹងវាគ្មានវិញ្ញាណទេវាគ្មានការចេះដឹងទេប៉ុន្តែវាបាត់នៅកន្លែងណានៅផ្ទះសំណាក់ហើយយើងត្រូវដោះស្រាយថាអ្វីដែលបាត់បង់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាពីព្រោះនេះគាត់បោកផ្ទះចាំមកសេចក្តីថាកាក់ហ្នឹងវាបាត់នៅកន្លែងណា
bạn ở phía ok ta lấy những đó ra dựng thật chừng yên nó cứ chia ra bằng tu rồi trốn hai trung nó ấy cứ chỉ là bằng bách bộ dương ở dương đồng cầu đồng trầu mà mẹ là bộ dương mẹ phần lưu nấu bên là dương sở lạnh kia bóng bốn nấu bên nào là dương mình chất át ao này kia xong rồi xong rồi cho mỗi kia cứ chỉ trung là ngày đẹp bằng bách dương mà mẹ là dương mình chất sau bằng thua thế các bạn là cái cực cho lòng sao chẳng ai bạn là bên nào là dương xong rồi xong rồi cho mỗi kia nhi ấy cứ chỉ em nói tiền bằng trung mà mẹ con sống bạn bằng dương tê ok ta hãy không xung cho bắt đầu từ lấy đó sẽ là ba à cá bó sẽ mạp tên cứ chạy vậy bạn không xung cho người không lưu C. Dương trâu tại anh chơi. Prea ông mà cha nơi khu nông đuông chất rộng bò dương. Đại chỉ prea bị hiến nay prea bị nhiên bò được sọt hai trung nâng chuối riêng chồng bìa. Mà thay chung phu mập hay mối khó đọc bì. Prea dê hô vá trung dương cho tôi khu nông prea bị hiến. Có bằng đáy tiền nẹ đài lụa đồ khu nông prea bị hiến trình. Trung cặp tộc này bộ nẹ lụa đồ prea. Nâng chương mà đọc bọc bộ nẹ lụa priệp hai trung miên là bần tu tơ kỳ thà miên dịch ở đây tranh tục mọc đổi chứ này đồng là anh trơ hai thá chỉ tí xâm rạp ạ tị thàn tái nẹ rô khní ban dọc phơi chỉ rôn chào vình vì vô rà nạ chùm phụ bây khó một hầy mở anh cho nơi mọt phía tiếng cua bà nẹ na lưu xâm lên anh bà thuyền áo núp anh nâng cho tới ai nẹ nụ anh nâng bò rì phốp chì muối nâng nẹ nụ hai nẹ nụ chì muối nâng anh đài Amen. Amen. Phần bài. Nó không rưu bùi ní cứ dễ em phì mình đi. Mà nên mặc rộng đại chứ sẽ mà chứ rộng cho nóng. Phần tái phụ quát ở đồng khuôn. Còn ở đồng khuôn này ở quát nó không bè vị hiểu hỏi. Phần tái quát bạc bỏ. Thế thôi nhé. Đồng nặng. Đồng nạn nâng bệnh công ty ông lấy bỏ bệnh thảm my house bệnh bệnh kinh trông mình bệnh tố là my house hay nâng nông rương bệnh bệnh đôi nâng tè sweep the house quạt sẽ trái nâng bọc bọc tè đầm bầy rộp bạc mỗi nâng hẳn đây nâng ai trăm trâu nâng thế bị pro đồng nạn nâng kinh chỉ đồng nạn bệnh bệnh hiền và nếu mà krom được dùng dây chấm kê vùng về đòi ở đằng luôn đôi chân prạ đại ở đằng cho ai ở trên bị cả là nào trên về nhà ở bên trên cả cực cứu bạn bật chân cái hà nó không rừng đi hết trong trong bằng hà như hà trong đường ai chia diếm tam rồi ta trong chia diếm tam rồi về bảo vệ bảo tồn tam rồi giờ bom ôn nó không cùng chuyển nôm đường ai đập bay chui nai nôm mẹ đập đầy cho bắt hà xong bây giờ nó không chẳng đau mà nước đại vùng về nó không bèo bị hiền nó có miền phi bậc thế này nó không rừng này bởi dương còn là mơ rừng này tầm mối á nè đại chiếc đầm nàng bạc đại bạc đang miền phi bậc thế mối ta nè đại bạc lôi đại đại mà rô mình khơi đây ta nè mặt rộng tiệt ta nè đại bạc lôi đại rô khơi nó bệ rồi đây ta nè mặt rộng tiệt phì mà men mình đây tham một nước đại vùng về nước sông crom chuyển đông trong ai có độ sơn thật tê đôi chút phụ dương nó phải dựng bạt lối trục bê và lía đại dương ai có sơn việt chỉ đem còn không tê mình phải khóa để dựng bạt hay dương dựng đại hay trong dương thôi cho mấy cái đó cho mình sơn này trong nắng ai dựng vô mà miền một nước bạc crom đại cầm phong tay vùng về vận tay tam để dựng cá suy dương một bạc trống nước sông ca này nôm bom ôn đại bẩm rợp trống cũng ai tiện tiền phần như thác phần nhẹ mà nơi mà crom lên ai kể đằng khổ đằng trầu ai kể bàn dục dục thật ô tạm cặp bất nhiệm vùng về ta lối chẳng đằng luôn thôi chẳng đằng khổ trầu ai lớn nâng bàn nhiệm vô tạo lọc mà trùng vầy để thơ nhé thì bật hạ crom mùi ní cứ ở đằng chuồn tê nâng nông ca vùng về là bọc hỏi ta dừng bởi vậy ta nâng nông cùng rù nâng trông prap dạng mạch lạc hạt trông ôi chân kiến hay chân kiến nó ra cùng bị bạo dân tha với cứ chết bẹp một tu nhưng mà sẽ gây tha ta ở vậy tớ bỏ ốm để ai bọc sư chất mình đứng đại cùng tồn tại cùng với đại đồng luôn miền ở vậy cao phi sự cái này thực tế
chẳng hạn như thế bọn ôn khóa nó không trông trình đúng có ở vì nó vô nó không để không sẽ kể bất bất khai bất khai bắt qua là rằm kê bất khai kê on trong khai kê trả chênh còn tay nó không mê riêng đi bởi xin dị dương trong bồng vai ở rộm nẹ đại cộng đại bệnh viện đăng khuôn đó rồi mà đăng khuôn tao phụ dương của tôi dần mạch tao phụ dương bình to à mê riêng đại mình bằng phương chất của bọn con nó không ở vai đại con tổng phong thật vớ đại con chứ bọn con vô lấy bởi xin chỉ quát ở miền ca chạy đăng tại quát cũng phong thật khó ở vai tao ta có đăng đăng khó đồng trọng bàn là con ở đây chẳng mê riêng ní ba mình qua biên tha bờ sân chỉ dương trong phần phần lực đưa cái trong phần nhẹ nên là cái mũi đại một công tay vòng về dương đại tha trở tại phần đại bắt tù rồi bắt tù rồi mê bom ôn khlá nước không chùm nào đại phía luôn nước bom ôn khlá chất rừng chất mình nè bom ôn mà cồng ní toàn là dân phần lại tình đôi chia cùng một đại đại nghe đàm chân câu này nghe đàm còn là khinh quát bàn về nhỏ bàn về sợ thật này nên mà cầm môi tiết quạt chặt tôn quạt chặt chặt quạt chặt ngô hay quạt bệnh dịch ngôn ngô bế quạt mình sợ bài chất hay quạt dương ai chùm rừng quạt chành với nhé mà cầm môi này dương đại khát rơ rơ bình nhàn tình đọc bây dương luôn 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 quạt bà sân chỉ dương pro thuốc đáo ở bà này mà nước phá dương cô pro thuốc đáo mấy vì pro quả rừng trở vào lại còn tình hay còn xài bằng phương bóng phương khá tiết ai còn khơi sẽ cái mê tạc cả nào trong tình hình nó không cảm thốt ở bằng trong bàn còn ai nhẹ luôn bàn những người ai pro ta vì thi là môi bán được chưa mà ở khá ở đằng đây mau con khóc điều chê vậy là bằng ngày quả chê luôn luôn quả chê nặng nòng chặt con tê à trong nó đây như chỉ quan nhà hà môi được không caron không đẹp đẹp môi môi cứ đừng đừng ai nhớ là tu pro bị thì nhớ mất đẹp đẹp chỉ cùng rú bê class trong pro thuật đạo để sao dừng rừng bê hay hạt phò dừng sao hạt phò bê class tiếp trong pro có được chắc để sao dừng on chắc để sao dừng bạc được chắc số mà dương vô cho tụng đại được nông được mình bạn tại trong cái chuyện khai được nông mùi này rừng mùi này rừng kêu bắt này cứ mê mình mà trông đại kê vòng quen đại mà đằng luôn hỏi trâu ca kê chạm bạch tớ xoay người rồi nhìn khơi nhé ốc bị chờ tao trong phố phụ dương à trông này có lớn nhầm dây ông pin nè đại xoay người rồi à prạ đại bạch này mà đòn bật sân chỉ dương miên Phật Thầm Phí đã chia trận kia nâng nai nôm phụ dưỡng dưỡng phụ bàn sinh thái tế. Rương ở vậy cả đào chẳng ai bất hạc nhóm trong nhóm trong lực rương bọn này dễ bọn phố xong xong mê tả. Nhóm ca bị đào nhóm bê đạch dưỡng nên phá nhà hà ấy á nâng nông krom cổ xa chếm xét krom trình đúng. Kiếm tay ta tăng chất hà nhóm trong lực Phật Thầm Phí bọc đọc bày chuối đọc sàng. Đọc bày mặt trong ta ឲ្យដឹងខុសត្រូវតែមួយទេប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងដំបូន្មានបំណងរបស់ព្រះនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំជួយចិត្តលើមកព្រះវិញព្រះគម្ពីរបើកមកនិយាយប៉ុន្តែពេលណាក៏ដោយដែលខ្ញុំមានរឿងជាមួយក្រុមជំនុំកំរមានអាណាគមួយរបស់ចិត្តឲ្យព្រះគម្ពីរដោះស្រាយបញ្ហាពីព្រោះគេដឹងគេដឹងថាយើងលើព្រះគម្ពីរមកវានឹងបង្ហាញអាចិត្តមានអ្នករបស់គាត់ភាពអត្តមានិយមរបស់គាត់ហើយគាត់សុខចិត្តបិទភ្នែកអត់ព្រមទេចាំថានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយរឿងអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកអាការស្វែងរកដែលអស់ពីចិត្តអ្នកដែលកំពុងតែបាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែពលវែងជាងការកូនវែងមិនមែនតែសេចក្ដីគាត់ស្អប់សក្តិពិតតែមួយណាជាងការយើងធ្វើគាត់អន់ចិត្តជាងការយើងធ្វើគាត់ខឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចង្គៀងនៃព្រះបន្ទូលខាងនៅពីព្រះបន្ទូលហើយអាការបោកផ្ទះដូចជាយើងឃើញគំរូព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងដំណាក់របស់ទ្រង់នោះគឺជាផ្ទះហើយនៅពេលដែលទ្រង់ចូលទៅទ្រង់ឃើញភាពកខ្វក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែចង់ស្វែងរកគេហ្នឹងនៅពេលដែលទ្រង់យើងប៉ុន្តែមុនដែលទ្រង់ចូលមកហ្នឹងតើទ្រង់ធ្វើអ្វីទ្រង់គោះទ្វារឃើញទ្រង់អត់ហ៊ានចូលមកចិត្តយើងទេនៅពេលណាដែលយើងធ្វើខុសចំពោះគ្នា
ទូត្រង់ទេដែលគោះទ្វាររបស់យើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែត្រង់ចូលមកបោសសម្អាតផ្ទះនេះដែលចិត្តរបស់យើងនឹងពីព្រោះចិត្តរបស់យើងគឺជាព្រះវិហាររបស់ត្រង់ហើយព្រះវិហាររបស់ត្រង់ត្រង់ព្រះពិតអ្វីទៅជាដំណាក់ដែលជាផ្ទះដូចជានៅក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងត្រង់បោសស្អាតសម្អាតផ្ទះនឹងដើម្បីរកអាប្រាក់ដែលបាត់នឹងយើងឃើញបើសិនជាយើងទទួលការណែនាំពីព្រះវិញ្ញាណត្រង់ចាក់ចិត្តយើងហើយហើយយើងអត់ប្រកបាត់ទ្វារទទួលត្រង់តាត្រង់អាចចូលមកបោសសម្អាតចិត្តគាត់របស់យើងបានទេអូខេសមាជិកថាមុនដំបូងព្រះវិញ្ញាណចាក់ចិត្តយើងឲ្យយើងថាណែកូនណាកូនចាំណានៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18កាឡាទីជំពូក6ខ1ខ2ហើយម៉ាថាយជំពូក5តើនៅពេលដែលយើងទោះតគ្នាថាពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតើខ្លួនឯងគួរតែបង្រឹងចិត្តឲ្យចង់ឈ្នះឬខ្លួនឯងដោះស្រាយសម្បុរសម្បូរឲ្យត្រឹមត្រូវណែនិយាយឃើញទេបាទសេចក្តីថានៅពេលដែលយើងបើកចិត្តចំពោះរឿងនេះណាត្រង់នឹងចូលមកបោសសម្អាតខ្លួនឯងកន្លែងនេះចំណែនគេខ្លួនឯងកន្លែងនេះខឹងគេគុំគេខ្លួនឯងកុំធ្វើចឹងឯងខ្លួនឯងរំសាយទៅពេលដែលយើងទទួលការរំសាយហ្នឹងណាយើងកំពុងតែអនុញ្ញាតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បោសសម្អាតចិត្តយើងណាហើយនៅពេលដែលយើងទទួលការណែនាំពីព្រះវិញ្ញាណការណែនាំពីព្រះបន្ទូលហើយយើងអនុញ្ញាតទ្រង់ចូលមកនៅក្នុងចិត្តយើងបោសសម្អាតហើយតើនៅដំណាក់ទី3គឺយ៉ាងម៉េចដែរយើងនឹងស្វែងរកគ្នាដែរអស់ពីចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលហ្នឹងហើយយើងយំសោកថាបងអើយប្អូនអើយមីងអើយខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំទុកសុំអ្នកមកវិញមកត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនថាមេរៀននេះវាជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយបែងឆ្ងាយប៉ុន្តែឲ្យអ្នកដឹងថាយើងអាចមើលពីចំណុចព្រះស្វែងរកយើងហើយក៏យើងអាចរកពិនិត្យមើលពីចំណុចដែលយើងស្វែងរកគ្នាទៅវិញទៅមកដែរបើមិនជាយើងគ្មានការណែនាំពីព្រះជាពិសេសព្រះបន្ទូលយើងអាចសម្រុះសម្រុះគ្នាបានទេឬក៏យើងអាចបោះសម្បត្តិចិត្តរបស់យើងបានទេដើម្បីយើងរៀបចំចិត្តយើងទៅសម្រុះសម្រួលគេអូខេគួយសូមជួយបន្តទៅទៀតបាទមួយលលើោកគ្រូពួកខ្ញុំចានេះនេះវាគ្រាន់តែជាពេលដែលយើងពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណោះនោះយើងនឹងមានទឹកចិត្តដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលបាត់បង់លូកាជំពូក22ខ31ព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាស៊ីម៉ូនអើយស៊ីម៉ូនអើយមើលសាតាំងបានសូមចង់បានអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍និងរែងអ្នករាល់គ្នាដូចជារែងអង្ករប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអធិស្ឋានឲ្យអ្នកដើម្បីមិនឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកវិនាសបាត់ឡើយកាលណាអ្នកប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលចម្រើនអើបងប្អូនអើយអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងអាមែនណែអរគុណបួយទេវតាបងប្អូនអើយនៅពេលណាខ្ញុំឃើញច្រើនលើកហើយបងប្អូនក្រុមជំនុំមួយម៉ាត់ស្រឡាញ់ព្រះម៉ាត់ស្រឡាញ់ព្រះទាំងសងខាងអាក្រុមជំនុំដែលធូររលុងក៏ដោះស្រាយបញ្ហាមិនត្រឹមត្រូវគេងោកគេខឹងអាក្រុមជំនុំដែលតឹងតែងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក៏អត់មានចិត្តដោះស្រាយគេថាយើងនេះយើងមើលក្រុមជំនុំពីរប្រភេទហ្នឹងមួយធូររលុងពេកក៏គ្មានដំបូលមានតែត្រឹមត្រូវអាក្រុមជំនុំដែលតឹងតែងយកការស្ដាប់បង្គាប់ជាធំក៏អត់មានការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវហើយអ្វីតើក្រុមជំនុំទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងលោកីយ៍សប្ដងថ្ងៃហ្នឹងតើខ្វះខាតអ្វីបងប្អូនខ្វះខាតសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកយល់នៅក្នុងរឿងមួយនេះស៊ីម៉ូនគាត់មានចំណុចចិត្តលើខ្លួនប៉ុន្តែត្រង់មើលឃើញនៅថ្ងៃក្រោយថាគាត់នឹងច្បាស់ជាប្រែប្រួលចិត្តហ្នឹងនៅពេលណាដែលអ្នកប្រែចិត្តវិលមកវិញនោះចូលចម្រើនឲ្យបងប្អូនអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងឃើញតើនៅពេលណាដែលយើងអាចសម្រុះសម្រួលឲ្យត្រង់ត្រូវបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងប្រែចិត្តវិលត្រឡប់មកត្រង់វិញឃើញដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអាចបើកទ្វារចំពោះត្រង់ឲ្យចូលមកចិត្តយើងឲ្យត្រង់ដោះស្រាយឲ្យត្រង់យើងអនុញ្ញាតឲ្យត្រង់ដោះស្រាយយើងព្រមចុះចូលព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចចូលមកសម្អាតផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានទេហើយតើត្រង់អាច
mau sum hát tụ dương bán tam bây giờ phải chuẩn bị dương ở miền phần lứ bẩm lưu ai rốt nẹ đại bạc nâng dương có miên chắc là bỏ dương chất là bỏ dương có nó tả có cái cung kia sắp kia tụi mình tụi mô đi bẩm phát có dương miên chất tổ rốt nẹ đại thế này vô lắm à trong nâng ai bàn vì bình chạy đặc vụ dương để bây giờ dương tốt kia prong sum rốt sum rốt tụi dương kia sẽ kia sẽ lại nâng phong chất trong này tôi dương nhạc luôn và dương đăng thà dương số luôn tao bớt sinh chỉ dương ở trong ở ở chia sẻ này dương ở bao chất chúng tôi trong ta trong ngày rồi ở trong hình dương mà à trong à sầm nô môi đăng về của dương thầy khla chứ thì trong bóng ôn khla có là kết đấy có là khoa mộng bớt bré prap dương thà bớt sinh chỉ dương ở ở tôi hồi kế hay tôi hồi ở tôi dương bớt sinh chỉ dương ở tôi hồi kế ta phụ dương xuất không tôi phải hiện tại ấy đâu để dương công kê là hói ta là sasna ta là các phái chất phê bởi lý là bỏ dương lôi cạn là bỏ dương ta chẳng phụ trông với mê phải giáo trực ớt bởi sân dị dương miên chất cùng lông một trong chất bỏ tê mẹ bỏ tay mẹ mẹ là khi nhóm bằng quốc nẹ thả bởi sân dị nạc thân kê công kê hói nẹ lên phùa vây lọ lên mọc nẹ lên mọc prè bởi hìa nẹ lên đặt nhưng mà chắc phải đặt được vai mà mẹ khi mình anh chẳng tê con tay khiêm trong vậy tháp mà ti bằng phốt nè mình prom à bây giờ nè thua đang bị áp lực giải tê mà mẹ đặt khiêm một cô phải nè mình ai thua mỏ thế nè cua đặt thua nè cua đặt mau tôi bận nè không không kê không kê sắp kê đặt mà đau cái này cả đau ấy cô nè đâu tại cua mau prè bị hiếu cô nè là cua đặt đồng vai cô nè là cua bằng rờ trung con tay nhưng con là bực bầm miên hay nay nôm nè thà cùng ao nè nâu lại na nâu ở nằm muốn nâng cõi nẹt cua tại bần tôn bần tiệp chất hay bao chất sầm rộp sầm rộp thế bao sân chỉ nẹt ở prom thôi chẳng thể ở vậy được nẹt phơi nâng á mình không biết ở vậy được thả được gì bàn phơi đấy con sầm ba là bảo dương để miên này miên phải giao cho cô chẳng thể nâng không sẽ cái sầm rộp ok ở con muối ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18បានប្រាប់យើងថាបើយើងមានអន់ចិត្តនឹងបងប្អូនណាណាឲ្យយើងទៅជានឹងគេសិនចាំយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងបើយើងអត់បានជាគេផងដង្វាយនឹងព្រះអង្គមិនសព្វតីទេត្រូវឲ្យមានបន្តែខ្ញុំចង់ចបញ្ាយោគទៀតនៅក្នុងរឿងនឹងថាទោះបើអញ្ចឹងក៏ដោយក៏យើងគួរតែមកព្រះវិហារដែរប៉ុន្តែក៏ឲ្យបងប្អូនមកក្រុមនេះគិតថាដោយសារតែគាត់មកព្រះវិហារហើយធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អទាំងនោះទ្រង់នឹងបំភ្លេចអ្វីដែលគាត់គុំគ្នាទៅវិញទៅមកទ្រង់អត់ភ្លេចទេទ្រង់នៅតែអាណិតពួកគាត់ប៉ុន្តែទ្រង់ឲ្យអផ្ដល់ឱកាសពួកគាត់សម្រុះសម្រួលនឹងគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាទីបំផុតពួកគាត់ព្រមធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងមកព្រះវិហារក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាកាមកព្រះវិហារនឹងគោយ៉ាងហើយក៏យើងអាចលឺគេណែនាំយើងអាចឌូព្រះវិញ្ញាណចាក់ចិត្តយើងបានតែយើងញែកខ្លួនចេញពីព្រះវិហារហើយអារិយវិបានដៃហើយយ៉ាងហើយណាគឺយើងនៅចំណោមបងប្អូនដទៃដែលអាចជួយពង្រឹងយើងជួយលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវបានអាត្រង់នោះវាសំខាន់មែនត្រង់ឲ្យយើងសម្រុះសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែអាដូចមីងនិយាយចឹងថាអាដងវាយដែលយើងថ្វាយត្រង់ឲ្យទទួលគឺទីបំផុតតែមែនត្រង់មិនឲ្យយើងមកព្រះវិហារទេខ្ញុំយកច្រឡំទីបំផុតបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រង់អត់ទទួលយើងទេអូខេអាក្មួយសុំជួយបន្តទៀតបាទតាគុំជំនាញសួរអង្គមែនអីរឿងប្រាថ្នាអំពីប្រាក់ដួងដែលបានបាត់នោះបង្ហាញថាមានមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលបានបាត់បង់ប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាពួកគេបាត់បង់ដោយកាក់ដែរបាត់បង់ដែរគ្មានការយោគយល់ដឹងទេលូកាចំពូ15ខ9ការរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអបអរសាទរសាអបអរបាទជាមួយនឹងខ្ញុំចោះត្បិតប្រាំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅនឹងមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយអ្នកតែប្រែចិត្តហើយឥឡូវយើងឃើញថាសាច់រឿងហ្នឹងយើងអាចចាំបាច់សន្តិបត្តិវែងឆ្ងាយទេការបកស្រាយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងចំណុចមុនតតើអប្រាក់ឬកកនៅក្នុងប្រាក់កពីប្រពាក coin ហ្នឹងអាពាក coin យើងអាចបកប្រែមកជាកប៉ុ
ន្តែប្រាក់អាកៈហ្នឹងក៏ជាប្រាក់ដែរប៉ុន្តែនៃមិនដូចគ្នាទេអាប្រាក់ដែលបាត់ហ្នឹងតើទ្រង់គ្រីស្ទទៅអ្វីទៅឯមនុស្សមានបាបដែរដល់ពេលណាដល់ពេលណាដែលគេប្រែចិត្តគឺដល់ពេលដែលទ្រង់រកឃើញគឺពួកយើងជួយទ្រង់រកឃើញយើងឃើញទេណាអត្ថន័យហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនរឿងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងការមនុស្សដែលបាត់បង់ក្នុងអ្វីក្នុងអំពើបាបគឺថាពួកយើងដល់ពេលដែលយើងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកបែកបាក់គ្នាវាគ្មានអ្វីក្រៅពីអភិបអាត្មានិយមដែលចេញមកជាផលផ្លែជាអំពើបាបទេរឿងនៅតែដដែលទូចយើងមើលរឿងណាក៏ដោយអាបញ្ហាពួកយើងនៅតែដដែលធ្វើបាបនោះគឺជាផលផ្លែនៃភាពអាត្មានិយមអូខេអរគុណក្មួយតើឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតសូមចូលបន្តទៅទៀតហេឡូលូអត់ស្នេហ៍មួយពីរតើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះពីឧទាហរណ៍អំពីជៀមដែលវង្វេង A ជាម្ដងទៀតរឿងប្រៀបប្រដូចនេះបង្ហាញថាគ្រប់ព្រលឹងមានតម្លៃចំពោះព្រះលូកាចំពោះ15ខ1អស់ទាំងអ្នកដែលយកពន្ធនិងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកចិត្តដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់នោះពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេដកដានថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស៊ីជាមួយនឹងគេផងតែទ្រង់មានប្រាប់បន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគេដល់គេថាចូលក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាង100តែបាត់មួយតើមិនទុកជាង99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងតាមរកជាងមួយដែលបាត់តើតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកព្រះក៏នោះក៏លើកប្រណងមកដោយអំណរនោះមកដល់ព្រះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់នឹងពួកអ្នកចិត្តខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះរកឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅឋានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនបានត្រូវការប្រែចិត្តទេអមែននៅក្នុងរឿងនេះនៃអើយខ្ញុំពេញចិត្តណាស់នៃវាជ្រៅមែនតើ99អ្នកដែលមិនបានត្រូវការប្រែចិត្តចុះនៅណាគេដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកយើងគ្មាននរណាគេមួយទេក្រៅពីទ្រង់ថានៃនេះវាយើងមើលពីនេះមិនខរពាក្យមួយនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានរឿងមួយថាពួក99អ្នកហ្នឹងមិនមែនពួកលោកីយ៍ទេគឺជាពួកឋានសួគ៌ទៅវិញគឺពួកគេមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេហើយគេក៏មិនបានវង្វេងចេញពីត្រង់ដែរមានតែផែនដីយើងតែមួយគត់ដែលវង្វេងដាក់ចុះក្នុងអំពើបាបចាំបានសេចក្តីថាវាយើងអាចគិតវែងឆ្ងាយរឿងមួយនេះប៉ុន្តែអានឹងមិនមែននៃមេរៀនរបស់យើងទេនៅក្នុងនៃរបស់រឿងយើងនេះខ្ញុំចង់មុនដំបូងខ្ញុំលើកមកអស់ត្រង់ភាសាទៀតនិយាយអំពីមនុស្សដែលត្រូវការប្រែចិត្តចាំបានសេចក្តីថានៅក្នុងរឿងប្រស្នាអំពីសត្វជៀមកូនជៀមនេះដែលវង្វេងនឹងគឺនិយាយអំពីមនុស្សយើងនៅក្នុងអំពើបាបតើនៅក្នុងរឿងនេះតើមនុស្សដែលមានបាបតើពួកគាត់ហេតុអ្វីបានមកចិត្តត្រង់របៀបនេះមនុស្សដែលមានបាបគេតែងតែមានការលម្អៀងខ្លួនគេតែងតែមានបញ្ហាគ្រប់សពបែបយ៉ាងគេតែងតែមានអំនួតប៉ុន្តែចំពោះពួកយកពុនហើយមនុស្សមានបាបទូទៅនឹងហើយបងគេមករកត្រង់របៀបនឹងដោយសារត្រង់រងចាំអាកាសដាក់ទណ្ឌកម្មគេស្ដីបន្ទុកគេកោតទុកគេឬក៏ដោយសារត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ធ្មត់គេទៅវិញត្រង់នេះបងប្អូនដែលជាអកំបាំងមួយដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំយើងសពថ្ងៃទូទៅមិនចាំបាច់ថាក្រុមជំនុំរបស់យើងទេក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះគ្រឹះសាសនាទូទៅបើសិនជាពួកយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដតីអត់អាចមកយើងបានទេពីព្រោះអ្នកដតីគឺជាមនុស្សមានបាបហើយពួកយើងចំពោះមនុស្សមានបាបតែយើងពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែយើងពិនិត្យមើលអ្នកផ្ទះរបស់យើង
ហើយក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងឆ្លុះគ្នាតើពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏តែអ្នកផ្ទះរបស់យើងណាហើយចុះបើសិនជាពួកលោកីដែលគេអាក្រក់ជាងអ្នកផ្ទះយើងមកហើយគេធ្វើយើងរបៀបនោះតើគេដាច់ចិត្តមកអង្គុយស្ដាប់យើងណាហើយគេដាច់ចិត្តមកបរិភោគជាមួយយើងណាទេណាបាទគេរឿងនេះវាគួរឲ្យធ្វើយើងយល់បងប្អូនមកក្រុមនៅក្នុងក្រុមជំនុំគេចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្មានការអប់រំហើយម្ខាងទៀតគេចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការពឹងផ្អែកលើគុណសម្បត្តិរបស់គេដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គេតឹងតែងអ្វីដែលគេលើកមកនិយាយនោះសិតតាកុំឲ្យធ្វើនេះកុំឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះប៉ុន្តែគេភ្លេចអ្វីដែលសំខាន់បំផុត which is basically អាខាងឆ្វេងដែលស្រឡាញ់ដែលមានការអប់រំគេស្រឡាញ់មែនហើយប៉ុន្តែគេភ្លេចថាត្រង់ក៏មានថ្ងៃជម្រះបញ្ជីត្រង់ក៏មានថ្ងៃដែលត្រង់អត់ស្មុតលែងបាទទៀតដែរយ៉ាងណាយល់ឃើញសងខាងហ្នឹងគឺវាមានកំហុសផ្សេងផ្សេងនឹងគ្នាដែរពួកយើងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេយើងមើលគំរូនៅព្រះត្រង់ថារបស់បានមនុស្សមានបាបអាចទៅរកត្រង់បានគឺដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់គេពិតប្រាកដត្រង់អាណិតគេត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់គេត្រង់អត់កោតទោសគេទេត្រង់សន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាអ្នកណាគេដែលមកឯត្រង់មិនបោះបង់គេហើយឃើញទេអ្នកណាគេក៏ដោយទោះបើអ្នកនៅថ្ងៃនេះលុតជង្គង់ចំពោះព្រះហើយទោះបើចិត្តរបស់អ្នកមិនសមរម្យចំពោះព្រះក៏ដោយនៅក្នុងការទូលថ្វាយត្រង់នឹងប៉ុន្តែអ្នកលន់តួហើយទទួលត្រង់ដោយបង្ខំចិត្តដោយសារអ្នកដឹងថាបើអ្នកមិនមែនរងចាំអារម្មណ៍របស់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកដឹងថានេះជាការខុសត្រូវត្រង់ក៏អាចទទួលអ្នកបានដែរប៉ុន្តែអាចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រះគម្ពីរក៏បាននិយាយដែរការទៅថាមនុស្សខ្លះត្រង់អាចទទួលបានណាហើយដើម្បីបានត្រង់អាចទទួលបានពីទ្រុបពួកគាត់មានបំណងអាក្រក់គាត់នៅក្នុងចិត្តគាត់ត្រង់ស្ទាបដឹងថាការទៅថារបស់គាត់ហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេបំណងរបស់គាត់វាខុសឆ្គងដោយសារពីអាត្មានិយមប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះទៀតគាត់បង្ខំចិត្តទៅឲ្យព្រះដោយការចាំបាច់ដោយសារគាត់ដឹងខុសត្រង់ត្រូវគាត់មិនមែនរងចាំអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទេណាជាងការពួកយើងណានៅពេលដែលយើងងល់នៅពេលដែលយើងខឹងនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តណាយើងកំពុងតែរងចាំអារម្មណ៍ធូរធារសិនចាំយើងទៅរកព្រះកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងខ្ញុំតែងតែចំពោះដូននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំរងចាំអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឲ្យស្រួលសិនបានខ្ញុំទៅរកព្រះក្រោយប៉ុន្តែត្រង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេយើងគួរតែបង្ខំខ្លួនទោះបើយើងមានចិត្តឬអត់ក៏ដោយដើម្បីទូថ្វាយត្រង់ទោះបើគេការចាំបាច់ក៏ដោយយើងសារភាពទៅព្រះម្ចាស់នៅពេលនេះខ្ញុំអត់មានចិត្តទូថ្វាយត្រង់សោះប៉ុន្តែទ្រង់ក៏ដឹងខ្លួនអាហ្នឹងត្រង់នឹងស្ដាប់ត្រង់នឹងទទួលត្រង់នឹងអាណិតដល់ពួកយើងអ្នកយល់អ្នកគឺជាព្រះបងប្អូនយើងមើលគំរូរបស់ត្រង់យើងអាចមានផ្លង់ដែលជួយពង្រឹងយើងទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលយើងចង់សម្រុះសម្រួលនឹងគ្នានៅពេលដែលយើងទទួលពួកលោកីមកតើពួកយើងឆាប់បន្ទោសគេដែរតើបើយើងឆាប់ប្រាប់គេឲ្យឈប់ទាំងនោះណាឬក៏យើងអញ្ជើញគេមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីស្រទន់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ពិតប្រាកដនឹងឯងបងប្អូននៅពេលណាដូចជាពេត្រុសអញ្ចឹងត្រង់បដៅគាត់ថានៅមិនពេលពេលយ៉ាងម៉េចដែរនៅកាលណាអ្នកបានប្រែចិត្តមកវិញឃើញទេពេលណាដែលយើងវិលត្រឡប់ទៅត្រង់វិញត្រង់អាចតេទៀងចិត្តយើងបានតើត្រង់អាចតេទៀងចិត្តយើងបានព្រះវិញ្ញាណមានអត្តពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើត្រង់មានអត្តពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រង់អាចបំពេញចិត្តយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ហើយពួកយើងអាចចម្រើនហើយបងប្អូនមានភាពជាប់ជួនឡើងវិញចំណុចនឹងសំខាន់បងប្អូនការប្រែប្រួលចិត្តវិលត្រឡប់មកវិញមកវិលត្រឡប់ទៅត្រង់គឺជាការដែលយើងអាចតេទៀងអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែអ្នកដែលយើងធ្វើខុសឆ្គងចំពោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំតែប៉ុន្តែទូទៅមករឿងនេះខ្ញុំក៏ចង់លើករឿងមួយមកនិយាយទៀតដែរគឺសត្វជៀមតើសត្វជៀមមានដង្ហើមជីវិតតើវាអាចដឹងខ្លួនតែខ្លួនវង្វេងបានដែរវាដឹងថាវាស្គាល់គ្នាធម្មតាជាវាមានវងហើយវងនេះយ៉ាងម៉េចដែរវងនឹងវាស្គាល់នេះជានេះជាសះរបស់អញតានេះជាពូជរបស់អញតាអញទៅគួរតែចិត្តគ្នាគួរនៅសាមគ្គីគ្នានៅជាមួយគ្នា
Vấn tay sắp chia vì là ngôn. Vì chứng ngon, việc đào đòi mặt đơn luôn tự lại ngôi đại vùng bên. Nếu bây giờ bị vùng bên về sẽ được nông rừng nâng á, nẹ đại tờ rộng chia mình cứ chế bởi trí. Hãy phụ dưỡng đại chia, nẹ mơ khó trâu cùng chứng nông, mơ khó trâu phía tế. Mơ khó trâu nẹ đại dương mình ở tập phố lớn sắp ngày nâng, cô chỉ nẹ cùng biểu chia mình đài. Chúng ta bong ôn khá quát vùng viên quát đăng luôn vận tay cơ rộng lơ mọc tẹt khơi vật phát rạch nhà đôi chị chiêm về phát rạch nhà rộng lơ mọc tẹt mình vận tay về sẹt mà con vô đấy nó không rương nó viêm sa tiệt rương môn đồ bốn cứ prạ thì mình vậy nhiên bắt bị prạ bị hiếp đòi đăng luôn nó không prạ bị hiếp đòi đăng luôn anh ấy vì thế chậm lại chứ mà nếu mà crom nó không crom chuyển đông vùng về như hai đại mà đăng khluôn còn đăng khluôn sao mà ông Pravies crop sắp ở đá cái này còn đăng khluôn còn vùng về nên không ở bờ bạc mà nước crom tí pi quạt chạy chênh bị Pravies quạt đăng khluôn tại quạt vùng về còn tại quạt ở đăng thao rộng lâu màu ở bè tam rồi biệp na đại sao quạt bận tập chất quạt khuyên nẹ luôn lồm quạt khuyên nẹ nẹ nai nôm vận tải phía đại kết của bà dương tam cầm rù nâng phụ dương của thua vậy đôi chơi cầm rù nâng không rương đại bắt bạc nâng chân dương vì nất mơ bạc cầm tìm ta trông đau tầm bố mình là phụ dương tam ở Việt Nam nâng không ca xoay ok nâng nghe nế hỏi ta dương tập tùa trông châu nâng không chết dương này ta trông trông bao xùm át tìm bằng phát dương rô kê đã phát tích chật bọn phụ nơi miền mình mặc crom đại cầm tung tờ rong trăm phụ dương sầm rót sầm đường tại phụ dương prom một mặt à rừng môi ní ha khi mà men mình dây prap nẹt thật khi mà đại chụp bật đẹp khi mà đại hay vì men chỉ càng nghe thế anh chẳng ai tìm bằng phật muốn là dương ai tự xoay rong kê ba năng dương tìm đất mới chặt được bọc chuồn dương sân và tao phụ dương dạng nào chụp bật đẹp tại dương đó sẽ phải nhà hà rồi bỏ dương chụp bật đẹp sân chỉ mỗi present dựng ai tờ rộp thì bàn này. Vẫn thế đã rạp nó là dựng một tốt đó sẽ phải nhận hành không chất bỏ dựng bàn phong. Dựng ở ai mình sẽ mặt thiệp tờ rộp thì bàn thế là trầm trầm. Chúng ta dựng tờ rộp kê nâng. Đói mình ca trầm trầm mà bố mình ấy mình sắp thành giấy nước rừng đào kê khăn kê chọt một bậc căn màu vĩnh. Dựng đào cả hai đồ vĩnh sụp khí nhà rừng nó bị căn đà trâu thay đồ tiệt. Kê căn là chứng ngay bị bệnh. Môn ở bây dựng tờ chụp kê tiệt. À, trong nâng á bóng vốn. Bạn khi ông ai nạp rộng phải giặt á. Bà sân chỉ dương khuyên ca bằng ôi bị bè và nhiên là trông trâu. Dù là ôi dương dương chưa dương sầm rô cho mình bè sầm tâm môn dương trông kê. Ok, ta lời dương bà ta là tuyệt mùi. À nó kênh nốc, lưu. Bà nơi là cụ nơi nhóm được cụ. À bà, xong chơi anh bà này. À bê, rương phép bỏ nên đôi ní khó bằng nên nhóm dương à chiêm nít. mà nên à là sao bì hai, à Bà sao là cụ. bà A nó bị về bên ngay bạn xong bạn sẽ bật xong Bà là cụ. đó xong tốt này mẹ này cho bạn này mở xong A xong tốt này bảo xong cho bạn ba xong chung Bà là cụ. Bị rương phía bỏ đôi đi có bỏ riêng dương thà chiếm ní đai vùng về nhà lớp nông vùng về trong ẩm phơ ba hai mình ai trong lời trở lọc bọn vinh bàn tua bà đăng luôn hai vùng về gọi đòi mà thay chụp đập đồng bay khỏi đập phí ba mình nô na miên chia mùi rồi hai miên mùi vô mùi vùng về bát ta nẹt ro khnia cất đội địch ta mình tục chiếm tờ lớp nông nâng tờ ro chiếm mùi tiết đai vùng về bát tên nô rửa ấy khi ông prap nẹt ro khnia chia bà gọt tha bà ro khơi nô miên sẽ đây ẩm nó trong pua chiếm nô chia chiếm chiếm cây sẽ bầm bố đai mình ban vùng về tẩy tiệt đôi chân nét đầu về đan đây dương rock này đại công nước san su trong của mình trong của mình sắp phải hạt tấy rư ao ý rư phải hạt tấy ao con tôi nam muối cho biển nhé được chân nét đài amen Em mẹ chúng ta là bạn trong thật nhưng trong đọc sai được mười trong là nét khởi so với lục cá ông lễ hay nâng mặt phải đọc một vầy khó tèm phí nâng dây phí rương tầm môi tế phần tái chúng cho nét khởi này à bật nông lục cá nông lễ kết hạ
អ្នកដែលបាត់ជាមនឹងគាត់នឹងចាក់ចេញពីអាកាស9នឹងនៅក្នុងទីរហោឋានហើយទៅតាមអាមួយដែលបាត់នឹងអញ្ចឹងលោកាច្បាស់លាស់ហេអច្បាស់នៅក្នុងចំណុចនេះថាអាជាមដែលបាត់នឹងនៅណាហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងលូកាជំពូក15បានបញ្ជាក់ថាអា99នៅកន្លែងណាទៅទីរហោឋានត្រង់នឹងចាំឲ្យច្បាស់ម៉ាថាយ18រឿងតែមួយប៉ុន្តែត្រង់បង្ហាញយើងចំណុចផ្សេងផ្សេងម្ដងនេះគេថាគាត់ដែលបាត់ជាមនឹងគាត់ទៅរកអាមួយដែលបាត់នឹងនៅណាគាត់ឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីទៅរកអាមួយដែលប្រភេទហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែនៃព្រះគម្ពីរខ្មែរបកស្រាយអាចំណុចនេះពួកគាត់បកប្រែខុសក្នុងចំណុចនេះតើអ្នកណាតើអ្នករកគ្នាគិតដូចម្តេចតើមិនទុកជាម99នៅលើភ្នំឃើញទេអាជាម99មិនមែននៅលើភ្នំទេពួកវានៅណាទីរហោឋានហើយអាជាមមួយណាទៅលើភ្នំអាមួយដែរកំពុងតែពងពេងតែបើសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងណាវាដូននៃព្រះគម្ពីរបងប្អូនពីព្រោះភ្នំហ្នឹងគឺជាតំណាងអំពើបាបបន្តិចទៀតអ្នកនឹងឃើញហើយខ្ញុំតែទៅលើករឿងនោះមកនិយាយកាលពីមុនយើងចាំឲ្យរឿងដែលត្រង់មានប្រៀបដូចអារឿងក្របអត់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមានសេចក្តីជំនឿតូចដោយប្រាប់ដល់នឹងអ្នកអាចប្រាប់ថាភ្នំនេះពន្លើកខ្លួនហើយបោះទៅចូលក្នុងសមុទ្រឃើញភ្នំនឹងគឺជាតំណាងអំពើបាបហើយបើសិនជាយើងប្រាប់ថាអាកាស9នៅលើភ្នំនឹងវាដូននៃព្រះគម្ពីរអាត្រង់នេះឯងបានយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះព្រះគម្ពីរសម្រាយពីព្រោះព្រះគម្ពីរសម្រាយមិនមែនជាការបកប្រែទេគឺជាការដែលគេប្រើកម្រិតរបស់គេដោះស្រាយទៅវិញអារឿងវិញ្ញាណប្រយ័ត្នប្រយែងព្រះគម្ពីរខ្ញុំនិយាយជាខ្លីអារឿងនោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយដែរជាមេរៀនមួយព្រះគម្ពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានពីរប្រភេទអាមួយដែលបកប្រែពីភាសាហេប្រឺហើយភាសាក្រិកពីដើមហើយអាមួយទៀតដែលគេប្រើកំណត់របស់គេដើម្បីដោះស្រាយអត្ថន័យអាក្រុមទី2នោះវាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះមនុស្សយើងដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រាជ្ញារបស់មនុស្សដូចជានៅកន្លែងនេះអានឹងបើសិនជាគេគ្មានបំណងអាក្រក់បើសិនជាគេមានបំណងអាក្រក់គេអាចបង្វែរនៃដូចជាកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនថាខ្ញុំមានកម្រិតចោតប្រកាន់បងប្អូនបកប្រែខុសឆ្គងគាត់ចង់ឲ្យគេបង្វែរមិនមែនខ្ញុំនិយាយចឹងទេពួកគាត់ប្រហែលជាយល់ច្រឡំខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់យល់ច្រឡំប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់វាមានបើសិនជាគេទោះបីគេមានបំណងឬអត់បំណងក៏ដោយថាការកែនៃហ្នឹងវាគឺវាប្រែប្រួលនៃដែរពួកយើងវាអាចយល់នៃការយើងយល់នៃខុសនៃវាបង្វែរយើងអាចនឹងការយល់ច្រឡំក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះបងប្អូនត្រង់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំអត់ចូលចិត្តព្រះគម្ពីរសម្រាយរសាររឿងហ្នឹងមនុស្សបកស្រាយតាមគំនិតរបស់ខ្លួនមិនមែនបកស្រាយបកប្រែពីភាសាទេអូខេដូចជាខ្ញុំបកស្រាយពីពួកអង់គ្លេសឲ្យអ្នកស្ដាប់ខ្មែរអញ្ចឹងគេនិយាយខ្ញុំត្រូវប៉ះចំដូចនៃសំខាន់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំមិនមែនថាអូគាត់ប្រហែលជានិយាយចេះមិនមែនទេខ្ញុំត្រូវបកប្រែឲ្យត្រឹមត្រូវបានអ្នកយល់នៃត្រូវបានត្រង់ហ្នឹងអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេគឺថាអាកូនជាមដែលវង្វេងហ្នឹងវាវង្វេងនៅលើភ្នំនៅលើភ្នំអពុពេញតែអំពើបាបហើយត្រង់ចាត់ពួកយើងឲ្យទៅរកគេហ្នឹងឯងគឺជានៃដែលខ្ញុំចង់លើកមកបើសិនយើងគ្មានការប្រៀបធៀបយើងអត់យល់ទេបងប្អូនព្រះគម្ពីរសម្រាយគឺជាព្រះគម្ពីរគ្រប់ថ្នាក់អត្យប្រយ័យមែនតើអូខេអរបានីនជុំជុញអានអសអេសប៊ីបាទអរគុណមួយបានីនដល់ហើយអរគុណអេរប៊ីបាទបាទតើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីទៀតពីរឿងប្រស្នាអំពីកូនពៅដែលបាត់ឬអេរឿងប្រៀបប្រដូចនេះក៏បង្ហាញពីអ្នកជឿម្នាក់មិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងព្រះវិហារហើយចង់ចាកចេញលោកលោកជំពូក15ជំពូក15ខ11រួចទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនបើនិយាយឪពុកថាសូមលោកឪពុក
pro cô trong này mở mở đọc đó đài trời chạy đó nhung nụ nụ mọt một cột cò chạy trọc nụ đó con cào cào bình mọt tích mọt mò con bơ bro môn đèn on chân tơ ai sóc ngay hai con mò hân bình hân đọc trọc tơ đào đòi vãnh đò hụt nạt bình về lòng bạc hiệp hiệp lòng bạc hiệp lòng bạc nóng trên bạc nón chỉ vật nâng rùm lật lật nhớ dương vì phiêu đó rồi bỏ bre Luca Luca chung phụ đọc ra chung phụ đọc ram kho đọc buôn ca ban chai ơ rồi liên hơi nu ca miên ông ông nót nọt chìa khlăng nơi rộng nu vì có miên dịch đấy tòa cró toa cró ruột rui tư bòm rư bầm bòm ra ra nè rộng nu nè hai cái hai kê pra ơi từ từ à ai via kêu khuya khô vô trụ ru via miên chất trong chẳng ai trong thua ai thua ua đòi sầm bọ đà trúc si na tai khmiên nẹ na ơi sò ca via nhẹ đăng khuôn nu cò tha ở ở bốc an miên trên trường nua chùa phần man phần phần man man sắt tài miên à ha bò đi bò cục nha ta nơi tí ni anh chặt đạch bùa sơ buồn bữa nay mới được vô một to đó vô vô chưa bật cho bà mong phụng sao phải tốt nè cái này nó nhìn trong này nè khơi nè trốn mân sắp cả tế ai con tôi nam mùi ni trâu việc nè đồ chỉnh đàn rương này là kim trong này dây nó chấm lệch bi nó là cứ ra cầm pi cầm phong tay này dây cầm pi mình được tay bằng ven việc này là không tội ba thôi ta ôn chia mày nát ra vùng ven mũi đàn lực nôm rồi cả mũi đàn lực xong tiền hảo than là tam ra cầm pi bỏ sai là trồng trâu nôm nó cứ chìm nang cầm tội ba cho mũi đàn vùng ven không lực nôm nó đôi chụp ra cầm pi ông lệ bỏ rẻ nẹt đại bắt chiến từ rock viên là lớn à lực nôm cười nhé nay nắng á về trâu nó phải cầm pi ông lấy ai nhưng coi trong này bọn trẻ này cười cho bác lòng xa tiền há bởi dương mà bây giờ phải giấy vì ai đồn đấy á hay nấy nó sầm sáng mà men thò mà ra tiền hỏi mình thò mau rương chụp mày thịt bầy lấy nhóm trong gì bên trong ngày tới nhóm trong phải vô bọn phải trong trong mê điện mình nữ chụp nói thịt bầy này cứ bằng hai tham mà trống trống thịt bầy vụ quát đôi chia con tôi ngồi đình chân đại quát thôi thấp nó không phải phải kia lấy sao phụ quát vô tha phải tăng tài này quát trong tư lại lộ cây vinh với bữa nào đại sốc sở bài chiêm thì khơi nhé là cô bố nói về biển sao phải trong trạng tranh mong để sao vì nó không phải phải hiện trong mà nói thế này mà nói nhầm lúc ấy vì định xa vì mình rồi nó mình sở bài á vì có sông trạng tranh pi pre maria ok anh đang mình đang mặc trộm hai bên tốt máu sắp ta mình ở bay cạp làng mình cao bằng ba chẳng ai bỏ tôi đi rừng đi mà sai tiết nấu pê ná đại trung thua dương của bạn từ trung cầm bông trong sân cục dương đôi chân nấu pê dương chư chập khôn pra dương prap dương tham yên pan nhạc hà vậy mỗi đại dương trọc đọc sai của dương rô tập nam có đại ở cấp cứu thả đám hết đại việt chưa nâng cứu trẻ vậy ta khuôn pran nẹ bênh chất mùi nhà chiên à, nam nâng đại việt chưa về thay một tiết rưu ca cá đọc sài phải nhà hàng nhìn khơi nhé khi mà thay dương ở trẻ thay là sạc luôn bạn dương chất đã rô tập nam dương ở bên chùm này dương kích chô bạn dương ở prong dục chất tục đạn cấp cứu thả ta hay là với bạn anh chưa nâng chưa nâng anh cấp cứu của bạn chất chất lần hay ở prom rồi cả thơ ca nghe chờ rồi rồi cả anh cho những cái đại kết cuốn chẳng thể được anh nhầm đi về với lịch anh tập biên lịch những cái đại kinh chẳng thể những cái ở đây những chữ tập về lịch năm nhưng mà to chỉ mới bỏ nhiều à rồi biết đọc sai nữa nhá vì mình đọc sai qua nhà hàng để bằng tôi anh đôi chỉ dương trong bộ dùng dương trong bằng grab bật lá này không đọc view rồi bỏ dương đại tam bây giờ cắt là slot rồi bỏ về cắt là make rồi bỏ về tập mùi bây giờ prop đỏ về từng rước bởi dương là bao vì mình phải lá dương trong đỏ về từng rước từng pui mong
chung phu chung ngư rồi bỏ dương cái đồ chân này tay dương mà mẹ có là trong thu tầm môi và đây dương trong đang thả chung ngư mọc bìa vây là bây giờ đọa về tầm rừng anh ngay cứ chỉ đẹp đọc sài được phục bình tay tầm nhà để tầm trâu còn bà dương tầm lọc chờ còn bà dương tầm lọc trọc trây là rô tầm năm tầm môi hay dương trong đường thả phùm bà dương tầm trường nắng á ca lòng bạc ca lòng màu cứ để xa trung trong sầm trung dương hỏi ta ca lòng bạc nó thua vậy chúng tôi bom ôn đại trong trạng tranh vì công trình nóng trong nó đây phụ lục đấy cứ ca lòng bạc nắng bằng hai ở dưỡng thôi thôi nhé sắp đây to áo vì tôi dưỡng nhạc luôn là dưỡng đơn tháng phụ lục cái tam ca phất sắp đây sẽ lại là bỏ phụ kế mình trầm trở tê cái còn là chỗ chất sản bài tập năng được phê miên ca anh trơ ca ai kê chú ấy kê bọc bọc anh trao kê sắp anh được bên trực tiếp được rồi nhé được phê là dương khó chất nực nông lộ cây nực nông côn trao là bỏ dương số bây nực nông krum trên nông cái đôi kê đai anh mình cua tục chất đặc biệt này tê bên tập ra tê là lo chẳng tư anh được rồi nhé ca lùm bà cát làng cứ chui ở tự dưng đồng thọ đồng trầu hỏi chỉ biết xem ở tự dưng nhẹ đồng luôn hỏi cáp nhẹ luôn như vậy đấy ở dưng nước đọc hiệp lọ bọc trông thôi ủa số bây giờ ở phúc là bọc luôn cô trần châm bao bầm rơ đại cục tròn đại hai quạt slap đại xa cáp niềm hồng hà như thế nếu bên na đại dương thuộc phong sự bài được trong lục cây dương ảnh được bền tê bên tai là bên đại dương to to của ba khang flow chất khang lục cát dương tai tập nhận luôn được đọc để hơn bên năng đại dương miền chất vô tận lọc màu với những rừng nông rừng nắng cứ phần vô dương mình pi mình được môi mình được vật hết mình được công tiện bày được nông rừng nắng đại chạ tranh vì công chuyển động đại xa phong vật ná trong sự bài cái vô thập ra cầm bị bị hiện tăng tài bị bị tăng tài nhá cái đằng khuôn và tại crom mới đến mình chỉ crom thôi mà ra đây cứ bộ đằng khó đằng trấu cái đằng khuôn là cái vùng về cái nấc đọc hiệp lo là bọc bé phần tay chúng mày sẵn sàng cái đằng à, tàu phao mùi nào đã rộng đẹp hơn đẹp hơn nhưng mà không mê riêng nhé của phá cha phá sĩ của quạt chú chót cho phụ bạc kri ta hãy ra bàn trông tập tuôn mà nước miệng bạp dạng nâng phải trông cơ phần vô của kê rừng tri bộ đôi tập bầy nâng mối bạc đẹp mắt ở đông vị nhiên ở miền vị nhiên ở miền đông trong phòng trâu và tại trông tờ rộng khơi mà chừng luôn cũng phải công vô cho lòng mẹ đà mà nước tập con không lục công trình nông nâng đại bạn hãy trông rộng khơi thế nào miền phía tịch phần tay của miền mà nước mặt cồng vàng mà nước mặt cồng trơn cái trạng trên kia vừa tập lại bằng bình tây bằng cồng đôi chia chiêm đại bản chân trong bên đằng không cồng mùi nó có miền pi này đây à, chiêm khác cái chia nhẹ cồng chuyển đốm cái đằng đấy cái miền cái đằng sẽ cái đây phần tay kia vùng về nhà kia vừa tập lại bằng bình tây hai đấy mà bị sạt được hàng cào xì sạt hàng cào nó cứ chè vậy cứ chè đã sạt tăng vì đằng ai cứ chỉ sát sưng đài sầm lấp riêng bọc trùng ta vì sầm lấp hói vì tẹt tiếng chọc dân là lục cây ai giờ vừa sầm lấp một bên tây phần tay miền mặt cầm môi tiết đài vùng quê như hai trùng sầm trùng ba này xa phụ kê bình tôn bình tiệp chợ trăng nắng nhá nâng cầm tì pì đằng khuôn vùng quê bên tay ở squal phơ mộc tẹt trùng tổ rộp bàn cầm tì bấy squal phơ mộc tẹt vinh tam rìa với tam rẻ cả chặt chặt là bọc rẻ kê vô tử lọc màu rẻ bị hìa đòi đằng đây hai mặt trăm tầm bọc thông mà đá thế kê mọc đòi mình tiệp luôn đấy lô gặp bọc ơi nhưng bàn thuộc bạp nâng rẻ hai nâng lô gặp bọc hai quạt mà đong nên là bên máu quạt mình chặt tục luôn là chê côn phong quạt mình tiệp luôn chìm mình nâng lại bầm rơ tục mình bọn phố này khiêm cho một trọng là không chìm đạch nghe lại bọn phố này vô thang phụ dương bờ sân chỉ miên sự cây sở lành thì bè phụ dương ắt vô tận lập một vấn đề đôi chỉ câu này để nấp đau thiếp của o bọc ấp bọc của bọc luôn chẳng chẳng ai ta cô lập thị của bò dương nên không sự cây sừng cung trung chuyển đống rồi bò dương nên cua xa rồi bò dương
គឺពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីការស្ដាប់បង្គាប់តែមួយដែលគ្មានសេចក្ដីស្រឡាញ់ឬការសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលគ្មានការអប់រំឬក៏សេចក្ដីស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ដោយជំរុញពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ថាយើងឃើញគំរូព្រះគម្ពីរមានអ្វីដែលកើតឡើងមកតែត្រង់អាចទទួលបានទេនោះត្រាប់តែវាជាសេចក្ដីស្រឡាញ់តែមុនបងប្អូនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាអ្នកមានចិត្តថ្ងៃក្រោយឬថ្ងៃនេះចង់សម្រោះសម្រួលជាមួយនរណាគេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកុំតណ្ហាទៅអីសម្រោះសម្រួលខ្លួននឹងព្រះសន្តានបើសិនជាអ្នកសម្រោះសម្រួលជាមួយព្រះហើយត្រង់នឹងចាត់អ្នកទៅឲ្យសំភៃអីហើយប៉ុន្តែជួនកាលត្រង់មិនមែនជាចាត់ទៅដោយតពីតពីណាត្រង់ក៏ត្រូវតែប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេដែរយើងបើយើងយល់ល្អយើងគួរតែទៅតាមរបៀបនេះត្រង់មកចាយទុំមិនខ្លួនថាទុំមិនគុំបានធ្វើខុសប៉ុន្តែទុំមិនគុំអត់ហ៊ានទៅនិយាយជាមួយគេទេក្រែងលោកទុំមិនគុំធ្វើឲ្យគេខឹងខានទៀតឬក៏ទុំមិនគុំខឹងគេដូច្នេះទុំមិនគុំបើកចិត្តសម្រុះសម្រួលសូមទ្រង់មេត្តាជួយផ្តល់ឱកាសឲ្យទុំមិនគុំទាំងពីរនាក់ឲ្យជួបគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវតាមរយៈការណែនាំពីទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនបានសម្រុះសម្រួលប៉ុន្តែនេះបើសិនជាគេបើកចិត្តបើសិនជាគេមិនបើកចិត្តសូមទ្រង់មេត្តាជួយឲ្យកូនអត់ទោសឲ្យគេទោះបើគេមិនអត់ទោសឲ្យទុំគុំបានត្រង់ហ្នឹងត្រង់អត់បង្ខំចិត្តគេបានទេបងប្អូនខ្លះពួកគាត់បើកចិត្តសម្រុះសម្រួលប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំតែងតែនិយាយចឹងបើសិនជាប្អូនប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាចង់លែងគ្នាទោះបើមកខាងចង់សម្រុះសម្រួលក៏ដោយអាមកខាងទៀតតែសម្រេចចិត្តលែងហើយតើអាចចុះចូលនឹងគ្នាបានឬអត់ទេតើតើអ្នកសងទាំងសងខាងនឹងព្រមបានអាចធ្វើកើតចឹងហើយនៅក្នុងរឿងទើសតគ្នាទោះបើយើងមានចិត្តសម្រុះសម្រួលជាមួយព្រះដែលត្រឹមត្រូវក៏ដោយយើងត្រូវរងចាំត្រង់ហើយបើសិនជាអ្នកនោះហើយធម្មតាយើងអាចផ្ញើសារទៅគេផ្ញើសម្បត្តិទៅគេឬក៏យើងបើសិនជាគេមិនឆ្លើយតបយើងក៏ជំរុញតែយើងទុកនៅកន្លែងយើងហើយក៏គេបានលើកដឹងថាអ្នកចង់សម្រុះសម្រួលដែរបើសិនជាគេបន្ទន់បន្ទាបចិត្តគេនឹងច្បាស់ជាព្រះនឹងនាំគេមកនៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាគេឃើញសាររបស់អ្នកហើយហើយគេមិនព្រមទទួលយើងទុកយើងក៏ទៅរំខានគេទៀតក្រែងលោករបស់យើងតើនឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាកើតឡើងធំជាងមុនទៅទៀតបាទនេះហើយគឺជាមេរៀនរបស់យើងសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះមនុស្សមកក្រុងបាត់បង់ដែលមិនដឹងខ្លួនមនុស្សទី2ដែលបាត់បង់ខ្លួនហើយវង្វេងហើយប៉ុន្តែដឹងខ្លួនប៉ុន្តែរកផ្លូវមកផ្ទះអត់ឃើញមនុស្សក្រុមទី3ចាក់ចេញពីព្រះវិហារវង្វេងហើយដឹងក្តីហើយមានគំនិតបន្ទាបខ្លួនហើយហើយស្គាល់ផ្លូវមកផ្ទះតាមរយៈការណែនាំពីព្រះវិញ្ញាណខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយករឿងនេះទៅគិតគូរទី1អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងហើយចំពោះការដោះស្រាយការទើសទាល់គ្នាក្នុងក្នុងជំនុំផងដែរបាទសូមអង្គប្រទានពរហើយសូមអ្នកគិតគូររឿងនេះច្បាស់ទៅអរគុណ